Dạ rồi, em xin phép chào anh trai. Dạ. Anh trai có thể giới thiệu anh trai tên là gì? Em tên Nguyễn Văn Quận. Anh Quận ha? Dạ. Anh Quận là quê quán ở đâu? Quê quán An Giang, Vĩnh Hòa, Châu Phú, An Giang. Dạ. Hôm nay anh Trung. Dạ, hôm nay anh về đây nhờ giúp đỡ gì đây anh trai? Hôm nay nhờ về đây nhờ anh em giúp đỡ để tìm con gái tên Như Ý, Phạm trên Phạm Như Ý. Con gái của anh là tên là Phạm Như Ý. Dạ. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi anh? Năm nay nó 19 tuổi rồi. 19 tuổi. Dạ. Bỏ nhà đi lâu chưa anh trai? Bỏ nhà đi hơn 2 năm rồi. Ôi trời đất ơi, hơn 2 năm rồi. Dạ. Sao hôm nay anh mới về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ đi tìm? Cũng không có hay nữa, rồi sau này lo đi làm thuê không mà rồi mới hay rồi là mới đi tìm. Trời đất ơi. Vậy là 2 năm về trước là con gái đi là đi đâu? Nó nói với ngoại nó là nó đi tiêm vaccine rồi bắt là nó đi luôn đó, là mất tiêu luôn đó. Ở cái thời điểm đó anh và bà xã anh ở đâu? Bà xã thì thôi nhau rồi, bà xã có chồng khác đi. Dạ. Làm Bình Dương. Dạ. Còn tôi thì cũng đi làm thuê ở Phú Quốc, rồi con gái thì sống với ngoại đó. Vậy là con gái là sống với ngoại là từ nhỏ tới lớn hay là mới? Dạ. Đây anh sống từ nhỏ tới lớn luôn. Từ nhỏ tới lớn. Dạ. Anh và chị có hay về thăm con không? Cũng có về thăm, lâu lâu có về thăm con. Cái lần đó thì ngoại có báo với gia đình mình á, báo với anh á, là vì sao con bỏ đi không? Có thời gian hơi lâu rồi bà mới báo lên thăm, bà mới báo là bà nói là nó nói đi tiêm vaccine rồi là bị mất luôn á. Vậy là bé giữa chuyện gia đình là không có chuyện gì xảy ra đúng không ạ? Không. Có buồn phiền ai giận dỗi ai mà bé bỏ đi không? Không. Cái ngày đó đi thì bé có mang theo thứ gì đi không? Có giấy tờ gì không anh? Bé lấy căn cước với một chiếc xe đạp điện với quải trên lưng một cái bị đồ đó. Vậy là đi. Vậy là đâu phải lý do là đâu phải đi tiêm vaccine đâu. Cái này có thể là bé đã chuẩn bị sẵn đồ đạc để bé bỏ nhà đi rồi. Dạ. Em hỏi anh là anh và bà xã ly dị nhau lâu rồi đúng không ạ? Lâu anh có rồi. Gia đình mới chưa? Dạ có rồi. Có rồi. Dạ. Thường thường thì nếu cái ngày mà bé chưa bỏ đi thì bao lâu thì anh về thăm con lần? Chắc cũng một năm. Một năm ha. Dạ. Hai cha con có thường xuyên liên lạc gọi điện bằng điện thoại không? Cũng có gọi điện qua lại. Rồi sau này là liên lạc không có được nữa. Lý do gì mà mình lại không liên lạc được? Là cũng không biết làm sao nữa, nó ở dưới ngoài đó rồi mình liên lạc không được nữa. Zalo thì cũng bị phá luôn, rồi số điện thoại điện cũng không được luôn. Vậy là cái tình cảm anh, theo anh như cảm nhận những cái tình cảm của anh và con ấy, cái thời đó thì có được gần gũi không? Cũng không. Xa cách đúng không ạ? Dạ. Cái này là xa mặt cách lòng và xa cách luôn cả tình cảm. Dạ. Có thể rất nhiều lý do và nguyên nhân. Đúng dạ. Không ạ? Dạ. Và bà xã anh cũng vậy đúng không? Dạ. Mình có gửi tiền về để nuôi con không? À, không anh. Này cũng nghèo đi làm thuê đó rồi cũng không có tiền gỡ cho. Vậy là sau đó thì anh về thăm con thì anh mới biết được cái tin tức này hay là bà ngoại liên lạc với anh? Sau này về thăm mới biết. Lúc đó thì cảm giác của anh ra sao? Thì cũng nôn nao để đi tìm, nhưng mà là đi ra ngoài xã cũng có báo ngoài xã đó, cũng đi 2 lần rồi. Rồi xã nó để có thông tin thả cho hay, nhưng mà thời gian lâu quá không có nghe gì hết. Hôm nay anh về đây tìm con á thì bị bà xã cũ của anh có biết không? Cũng có lên trên nhà đó, rồi cũng có nhờ người thân để xin số của bà xã cũ, nhưng mà là người ta nó không có số đó. Rồi cũng có hỏi là người bà xã cũ có đi ra báo công an gì không, rồi cái người thân nói là có đi báo 2 lần rồi nhưng mà không có nghe tung tích gì hết. Rồi ngoại, bà ngoại là mẹ vợ anh biết không? Chết rồi, bà chết rồi. Ôi trời đất ơi. Dạ. Vậy là cháu đi là được thời gian là mất luôn. Dạ. Ô, khổ thân. Vậy trong quá trình 2 năm trời là anh không nghe ngóng được cái thông tin là con mình ở đâu hả? Dạ, có lần trước thì nó điện gì cho bạn đó là nó đang ở Lào Cai. Lào Cai. Dạ. Điện về cho bạn nào? Thì cũng bạn học nó ở gần nhà đó. Rồi lần sau nó điện gì cũng ngay chân bạn học nó nữa, là nó nói ở Vũng Tàu. Rồi là nhỏ bạn nói là mẹ ngoại mày bệnh nặng lắm, rồi mày có về thăm không? Nó nói nó không có tiền về thăm, rồi cái nó khóc, rồi là tắt ngang điện thoại luôn. Rồi bạn nó điện là không được nữa.
Có lẽ rằng con anh tới giờ phút này, em nói một cái điều này, anh phải chuẩn bị tâm lý đi. Thật. Có thể là con anh không thể về được. Trong thời gian vừa qua và suốt 2 năm trời như anh chia sẻ, cái ngày mà ngoại mất đã muốn về mà bé không về được, và sau đó điện thì không liên lạc được, thì anh hiểu cái câu chuyện nó như thế nào rồi, đúng không ạ? Có thể là con nhà mình nghe lời bạn bè, hoặc là bị cám dỗ, dụ dỗ, thậm chí là bị bắt ép làm những công việc nhạy cảm, và đặc biệt là công việc vi phạm pháp luật đó, anh biết không? Biết Anh có nghi ngờ điều đó có. không? Vậy là trong quá trình hơn 2 năm, 2 năm là chỉ hôm nay là anh mới về đây thôi, đúng không ạ? Còn những ngày về trước là anh vẫn không có đi tìm ở đâu, đúng không? Đúng rồi, có đi ra báo cho chính quyền. Báo cơ quan chức năng thôi, đúng không ạ? Bây giờ là anh sợ nhất là con mình sẽ gặp điều gì? Thì sợ nó bị người ta gạt là mà dụ dỗ vô những cái chỗ mà nó không không nên làm. Không lành mạnh. Không lành mạnh. Em nghi ngờ là con anh là bị vào chỗ đấy rồi. Thật. Rất sợ. Bé là rất dễ thương, bên ngoài bé có đẹp vậy không? Có. Sống mũi cao, khuôn mặt rất là dễ thương luôn. Chính vì cái ngoại hình dễ thương nên mà rất sợ. Ở bên ngoài thì rất nhiều cạm bẫy. Anh hãy nói một điều gì đó tình cảm với con đi. Có thể là em thì em không trách móc gì anh, nhưng mà có thể là cái tình cảm của anh dành cho con từ lâu, rất lâu rồi, đôi khi con không cảm nhận được. Anh có nhận thấy là mình thiếu sự quan tâm con không? Có. Đúng không? Anh hãy nói một cái điều gì đó tình cảm nhất dành cho con. Hy vọng con anh đang ở đâu đó hiểu được và báo tin về cho anh, hoặc là báo tin về cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp con anh sớm quay trở về. Anh nói đi. Như ấy rồi, hôm nay cha lên đây nhờ đội hiệp sĩ Thanh Hải để tìm con. Nếu mà con có thấy liên lạc này thì con điện về cho cha, hoặc là mau trở về nhà để cha với bà ông bà đang chờ mong đợi con á. Con nếu mà con thấy được thông tin này thì con hãy sớm mau về. Anh có nhớ con, Cha nhớ con có nhiều. thương không? Cha thương con nhiều lắm. Nếu con thấy thông tin này thì con hãy điện liên lạc về cho cha. Anh bây giờ là cưới bà xã sau là có mấy người con rồi? Có hai người. 2 người con, và tổng cả là gia đình nhà mình là Ba cả con người. chung con riêng là 3 người. Anh cảm nhận rằng cái tình cảm của anh dành cho con của anh là rất ít, đúng không ạ? Đúng rồi. Mình như vậy là mình có thấy tội nghiệp con không? Có. Rất tội, đúng không ạ? Bởi bởi tại sao em lại hỏi anh những câu hỏi như vậy? Bởi vì trong thời gian vừa qua là em ghi nhận rất nhiều các trường hợp ba mẹ ly dị, không ở được với nhau, và mọi người đều có một cái cuộc sống mới, có hạnh phúc mới. Và đặc biệt trong câu chuyện nhà mình, anh cũng vậy, có hạnh phúc mới. Nhưng tội nghiệp nhất vẫn là những đứa con anh ạ, đúng không ạ? Bây giờ anh cũng có vợ mới, mà vợ anh thì cũng có chồng mới, mà lại thiếu quan tâm đi bé, thì bé thiếu thốn tình cảm cả cha lẫn mẹ. Trong khi đó ngoài kia bạn bè đồng trang lứa nó có đủ tình cảm của cha cả mẹ, cha mẹ quan tâm thấu hiểu cũng như là vun vén nuôi dưỡng. Nhưng mà bé nó suy nghĩ nhìn lại bản thân của bé thì thật sự đó là cái điều mà bé rất buồn, nên cái điều này cũng không trách bé được. Bé bỏ đi như ngày hôm nay là một phần là do cha mẹ hết. Có thể những cái lời này em nói anh cảm giác là khó nghe đấy, nhưng mà em mong rằng khi con nhà mình mà tìm lần này tìm được về á, em hy vọng dù cỡ nào đi chăng nữa mình phải dành tình cảm cho con nào cũng là con, cái này cũng là máu mủ ruột thịt của anh mà, đúng không? Và con sau cũng vậy thôi, mình thương thì mình chia đều đi anh ạ, nha, chứ để vậy tội nghiệp lắm, tội nghiệp con lắm, khổ lắm. Bởi vì là anh chưa hiểu được cái cảm giác của bé, cái cảm giác của bé mà cái cảm giác mà cả ba cả mẹ mà không ai quan tâm, không ai thương như vậy. Thật sự em nói thật với anh, cái cảm giác đó là thật sự là rất đau đớn, tủi thân lắm ha. Chưa tính là gặp bạn bè anh ạ, anh phải hiểu được cái cảm giác của con. Bạn bè gặp bạn bè đồng trang lứa hỏi ba mày đâu, mẹ mày đâu, rồi ba mày có mua gì cho mày không, hoặc là mẹ mày có cho mày cái này cái kia không. Thật sự cái cảm giác đó nó đau khổ vô cùng. Nên em hy vọng rằng á, tất cả các cặp vợ chồng khi đã không còn cái duyên, cái nợ ở với nhau nữa, thì mình làm sao mình phải cố gắng để mình bù đắp cái tình cảm cho con, thậm chí là bù đắp nhiều hơn cái lúc vợ chồng mình còn 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 chung một nhà. Đừng để cho con trẻ nó phải chịu những cái cảm giác tổn thương đau lắm đó.
Nhưng mà em mong sao thì kể cả bà xã cũ của anh có xem cái video này, khi mà con về cũng phải dành cái thời gian để quan tâm con, yêu thương con, bù đắp những cái ngày tháng qua mình đã không quan tâm con nhá. Bây giờ anh cảm giác là cảm nhận được rằng là những ngày qua anh đối xử với con như vậy có được không? Em đang hỏi thật anh đấy. Thì những ngày qua nói chung ra thì là cũng đi làm thuê làm mướn không, mà rồi không có dành cái thời gian để mà gần gũi bên con, cũng thiếu cái tình thương đối với con. Thì thấy là bây giờ mình suy nghĩ lại thấy là cũng tuổi cái thân Tuổi cho con. nhà tuổi cho con. Ví dụ em ví dụ bây giờ cuộc sống của anh đầy đủ đi. Ví dụ một thời gian nữa đi, anh sẽ hối hận liền. Ví dụ này bây giờ là anh đang khó khăn đúng không ạ? Nhưng một thời gian nữa ví dụ như cuộc sống của anh, hạnh phúc của anh cũng như bà xã cũ của anh là đầy đủ được hạnh phúc đi, con cái được đầy đủ đi. Nhưng mà anh nhìn lại về đứa con này, anh hối hận, em dám chắc một điều anh sẽ hối hận, sẽ thương nó rất nhiều. Đó thật sự rất đáng tiếc, tiếc lắm anh ạ, buồn lắm. Hy vọng rằng là con gái đang ở phương trời nào đó, trong quá trình 2 năm qua con sống như thế nào, con chịu những cái tổn thương như thế nào, thì hy vọng rằng con xem được cái video này, thấy ba của con về đây nhờ các chú đội hiệp sĩ người Thanh Hải Bình Dương đi tìm con, thì con đang ở đâu đó sớm quay trở về để đoàn tụ với cha. À, ngoại thì mất hả? Ngoại mất Ngoại rồi, mất rồi, ông ngoại còn không anh? mất luôn, ngoại mất trước Ông bà còn ngoại anh mất. sau. Vậy bây giờ là căn nhà đó là như thế nào đây? Căn nhà đó bây giờ Có ai ở là không? gỡ ra cho bà dì á, bà dì ở thì Chứ là rước bây giờ nhà, bé về là bé về ở với ai đây? thì sau này bé về thì mình cứ rước về nhà bên nội ở. Nên hy vọng con gái ở phương trời nào đó sớm quay trở về. Bản thân chú biết rằng là con chịu rất nhiều tổn thương, có thể rằng là con thiếu thốn đi cái tình cảm của cha và mẹ rất là nhiều. Ba mẹ thì cái duyên cái nợ, nhưng mà cái điều ở đây trong cái câu chuyện của con ấy thì chú cũng hiểu, và chú hiểu được, thật sự bản thân chú ngồi đây nhưng mà chú hiểu được cái tâm trạng của con ngần ấy năm trời. Và có thể trong 2 năm qua con muốn về nhà nhưng mà bản thân con lại không về được, bởi vì sợ rằng là con sập bẫy của những đối tượng xấu không cho con về. Chú hiểu được cái cảm giác đau đớn nhất là cái ngày mà ngoại ngoại ra đi mà con không về được, bởi vì bàn tay ngoại, ngoại là cái người mà nuôi con khôn lớn chứ không phải là ba mẹ của con. Nên mà hy vọng rằng là con gái xem được video này thôi thì chính bỏ làm 10, dù cha ra sao, dù mẹ như thế nào vẫn là cha mẹ, có cha mẹ thì mới có mình như ngày hôm nay. Công ơn mang nặng đẻ đau, gọi là công ơn sinh thành. Nên mà con gái quay trở về đi, tới giờ phút này thì ba cũng nhận ra mọi chuyện rồi. Có thể thời gian vừa qua thì ba cũng khó khăn, cũng như là có vì công ăn việc làm nên cũng hiểu hiểu và thông cảm cho cha cũng như là cho mẹ, nên mà sớm quay trở về. Còn trường hợp mà con không về, hoặc không về được, hoặc ai đó không cho con về, thì con hãy gọi điện cho các chú đội hiệp sĩ ở Thanh Hải, và con gọi gửi cái vị trí định vị, các chú sẽ ngay lập tức có mặt để lên kế hoạch để đưa con về một cách an toàn nhất. Nhà con gái nha, con ở đâu đó thì sớm liên hệ về với các chú qua số điện thoại 0913785858 để các chú đưa con về một cách an toàn nhất nha con gái. Cái sự việc của anh thì anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải đã ghi nhận, sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ gia đình nhà mình là hoàn toàn miễn phí nhá. Anh còn điều nào muốn chia sẻ không? Không. Anh có điều nào qua cái sự việc của anh rút ra được một cái kinh nghiệm, anh có điều nào anh muốn chia sẻ tới tất cả các bậc làm cha làm mẹ nếu có hôn nhân đổ vỡ giống như trường hợp của anh, để nhận ra một cái điều gì đó để mình đối xử với con một cách tốt hơn không? Anh nói đi. Sau sự việc này thì là cha cũng mong muốn cho con mau về với gia đình. Rồi nếu con sau này về được về gia đình rồi, cha cũng mang ơn là các đội hiệp sĩ của Nguyễn Thanh Hải và các những trên trên mạng để chia sẻ để mà giúp để tìm được con mau về. Cha rất là cảm ơn đội hiệp sĩ và những trên mạng. Dạ rồi, hôm nay anh về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con. Anh có đồng ý cho tất cả các anh em chia sẻ câu chuyện hình ảnh của anh cũng như là con của anh lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con gái mình không? Có đồng ý. Dạ, em không biết nói gì hơn, thì chúc cho gia đình nhà mình thật nhiều sức khỏe, và cái điều đặc biệt con gái sớm quay trở về. Em biết rằng là tới giờ phút này là bản thân anh cũng như là
tất cả mọi người đang lo lắng về con mình, mong muốn con mình sớm quay trở về, đúng không ạ? Cha mẹ mà, cha mẹ ai cũng thương con hết, nhưng đôi khi vì cái hoàn cảnh, đúng không ạ? Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Cái câu chuyện của nhà mình thì bản thân anh là người hiểu rõ nhất thôi, đúng không? Dạ rồi thì dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy bé gái như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp, cũng như là đưa bé gái sớm quay trở về một cách an toàn nhất. Hy vọng một ngày gần nhất sẽ tìm được con anh về cho gia đình anh trai nhé. Cảm ơn hiệp sĩ. Dạ rồi, em xin phép chào anh cũng như chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.